chúng ta muốn hẹn giờ thì chúng ta cúp CB xuống, sau đó đóng CB lên. Nó sẽ sáng trong cái thời gian mà chúng ta hẹn giờ, sau đó nó sẽ tự động tắt đi. Bây giờ mình sẽ nhấn nút on. Thì đồng hồ ở đây nó sẽ đếm thời gian. Tôi cài ở trên đây là 8 giây thì hết 8 giây thì nó sẽ tự động tắt bóng đèn. Xin chào các bạn. Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn ráp bộ hẹn giờ tắt thiết bị sử dụng các thiết bị ở trong công nghiệp. Thì nhà tôi ở Tây Nguyên và tới mùa khô thì giếng nó hay bị cạn nước. Mỗi lần bơm thì chỉ được 5 phút thôi. Và có lần mẹ tôi bật máy bơm sau đó đi ngủ, đương nhiên là sáng hôm sau nó bị cháy két lẹt rồi. Cái bộ này tôi ráp ở nhà của tôi và tôi cảm thấy nó hữu ích nên là tôi làm video để chia sẻ cho các bạn. Thì cũng có bạn là thắc mắc là tại sao không sử dụng phao điện. Thì cái đó tôi cũng biết, cái gì nó cũng có ưu điểm và nhược điểm riêng. Căn bản là các bạn lựa chọn được cái phương án sao cho nó phù hợp nhất thôi. Và những ai mà học chuyên ngành điện thì có thể bỏ qua cái video này của tôi, vì cái này cũng chỉ là cái mạch sơ đẳng thôi, không có gì là cao siêu cả. Những thứ gì mà tôi chia sẻ ở trên đây cũng có những cái mà theo tiêu chuẩn, nhưng cũng có những cái là kinh nghiệm của tôi và không có theo khuôn vàng thước ngọc nào hết. Các bạn nào cảm thấy hay thì học theo. Những thứ gì mà tôi chia sẻ nó bị sai thì các bạn có thể làm video để đăng lên trên mạng, để tôi có thể học hỏi được thêm và nó cũng cao thượng hơn. Đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn bộ hẹn giờ ráp theo kiểu này. Thì kiểu này nó không có chuyên nghiệp nhưng nó dễ cho tôi trong quá trình hướng dẫn hơn. Chúng ta muốn hẹn giờ thì chúng ta cúp CB xuống, sau đó đóng CB lên. Nó sẽ sáng trong cái thời gian mà chúng ta hẹn giờ, sau đó nó sẽ tự động tắt đi. Chúng ta cần một số vật tư như sau: 3 cái domino bar, 1 cái CB loại này khoảng 20A, 1 cái contactor này bản chất nó là cái nam châm điện. Thì ở đây này, ở đây là hai chân A1, A2, là khi chúng ta cấp điện vào đây là cấp điện cho quận hút của nam châm điện. Thì khi cấp 220V vào đây thì nam châm điện sẽ hút xuống và điện sẽ được truyền từ trên xuống dưới. Thì nó tương tự như cái CB vậy. Thì cái CB này khi chúng ta đóng lên thì điện từ bên trên này sẽ được tràn xuống bên dưới. Thì trong công nghệ điều khiển tự động thì sử dụng contactor. Một cái timer. Timer này là loại của Omron. Tên của nó là DH48S. Đây là loại timer đa năng, chúng ta có thể chỉnh được giờ, phút, giây tùy vào mình muốn hẹn. Thể loại nào mà nó có đều có hết. Cái timer này thì nó sẽ có cái đế timer đi kèm. Ai mua timer thì nhớ mua cái đế đi kèm, đế có 10.000 thôi. Nếu không mua đế thì bó tay chúng ta sẽ không thể làm được gì hết. Và cuối cùng sẽ là một tấm tablo nhựa để cho dễ làm. Thì cái domino bar này tôi sẽ bỏ cái cực giữa đi. Chúng ta chỉ sử dụng hai cực bên ngoài thôi. Ở trên đế của timer này đều có số hết. Số chúng ta sẽ đọc ở vệt trên này này. Số 7, 8, 1, 2. Tương tự ở bên đây. 3, 4, 5, 6. Thì chúng ta chỉ quan tâm đến những chân nào mà sử dụng ở trong sơ đồ thôi. Bây giờ tôi sẽ bố trí các thiết bị như sau. Ở đây sẽ là 3 cái domino bar, chúng ta sẽ để như thế này. CB, timer, chúng ta sẽ để đây. Và cuối cùng là contactor. Các bạn chú ý là A1, A2 chúng ta để hướng xuống phía dưới này. Trong quá trình lắp đặt thì cái timer này tôi sẽ gỡ ra, vì chúng ta chỉ đấu dây vào cái đế của nó thôi. Sau khi đấu xong thì chúng ta sẽ cắm cái timer đó vào. Chú ý nè, ở đây có cái chốt nhựa màu vàng thì chúng ta sẽ để nó hướng lên phía trên. Đầu tiên 220 tôi sẽ đưa vào đầu của CB. Ở ngõ ra của CB, ra 2 giây, tôi sẽ đưa vào chân số 2 và chân số 7 của timer. Từ chân số 7, mình sẽ nối một sợi dây sang chân số 8. Chân số 2 và chân số 5, tôi sẽ lấy điện để đưa ra quận hút của contactor. Hai chân này, tôi sẽ lấy điện để đưa ra A1, A2 của contactor.
Ở tiếp điểm phía dưới của contactor, chúng ta sẽ lấy điện để đưa ra domino. Ở đây cũng vậy, lấy điện đưa ra domino. Sau khi đấu nối xong thì chúng ta sẽ gắn cái hammer này vào đây. Ở đầu trên này tôi sẽ cấp điện 220 vào. Còn đây là đầu ra. Đầu ra thì mình sẽ gắn vào cái tải. Các bạn thường sử dụng là tải motor. Ở đây để quay video thì tôi sẽ gắn vào đây là cái bóng đèn. Bây giờ mình sẽ gắn nắp cho nó an toàn. Rồi bây giờ sẽ cấp điện 220 vào cho nó hoạt động. Hammer này nó có thông số nè. Bây giờ là giây này, phút này, giờ này, thời gian này. Thì bây giờ chúng ta sẽ chỉnh là, ví dụ ở bên đây là 8 giờ, thì ở bên đây sẽ là thông số phút. Giả sử nhà 8 giờ 1 phút chẳng hạn. Đó. Còn nếu chúng ta chỉnh là 8 phút, thì bên đây sẽ là 8 phút 1 giây. Để cho nó đơn giản thì thông số bên đây tôi sẽ để nó về 0. Bên đây sẽ chỉnh là, đây, khoảng chỉnh khoảng 8 giây thôi. Do vậy khi tôi đóng CD vào thì bóng đèn này sẽ sáng được 8 giây. Sau đó nó sẽ tắt đi. Bên đây đồng hồ bắt đầu tính thời gian này. 3 giây, 4 giây, 5, 6. Đó. Như vậy là cái bộ này sẽ hẹn được 8 giây. Bây giờ tôi sẽ chỉnh lên nào. Tôi sẽ chỉnh xuống còn 5 giây thôi. Ấn trừ cho nó còn 5 giây thôi. Sau đó tôi muốn hẹn lại thì tôi cúp CB bật lên. Thì khi đó nó sau 5 giây nó sẽ tự động tắt bóng đèn. Đó, tương tự như vậy thì chúng ta có thể chỉnh được nè. Giờ phút giây tùy các bạn, tùy chỉnh thôi. Và đặc điểm của bộ này là muốn chúng ta muốn nó vận hành lại thì chúng ta phải cúp CB và đóng lại. Bạn nào muốn chuyên nghiệp hơn thì chúng ta ráp buổi hẹn giờ theo cái bộ thứ hai này. Bộ này không dùng CB nữa mà dùng nút nhấn. Đây là nút nhấn on, nút nhấn off. Bên trong nó thì chúng ta đấu dây như thế này. Nó hơi phức tạp một tí xíu. Thì tôi sẽ hướng dẫn rất là rõ cho các bạn. Bây giờ mình sẽ nhấn nút on. Thì đồng hồ ở đây nó sẽ đếm thời gian. Tôi cài ở trên đây là 8 giây thì hết 8 giây thì nó sẽ tự động tắt bóng đèn. Đó. Bây giờ trong quá trình mà tôi hẹn giờ tôi bấm phím on này. Mà tôi muốn tắt giữa chừng thì tôi nhấn off đây. Rồi tắt cưỡng bức. Nhấn on. Hết thời gian cài đặt thì nó sẽ tắt. Vì gấp rút không có thời gian nên là tôi không có bấm đầu code. Các bạn làm thì bấm thêm đầu code cho nó chuyên nghiệp. Dây pha và dây trung tính. Từ dây pha, dòng điện đi qua nút nhấn on, mắc nối tiếp với nút nhấn off. Rồi đi qua tiếp điểm thường đóng mở chậm của timer. Qua quận hút của contactor K. Quận hút của contactor K mắc song song với timer. Nút nhấn on sẽ mắc song song với tiếp điểm tự giữ của contactor K. Tiếp điểm thường mở của contactor K sẽ đi qua motor. Khi contactor K có điện thì motor sẽ được vận hành. Để làm cái tủ điện điều khiển thì tôi sử dụng cái hộp nhựa này. Đây là cái hộp kỹ thuật của Liwa. Các bạn nào muốn mua thì cứ vào đại lý của Liwa mua sẽ có. Đối với những cái tủ điện nhỏ thì tôi thích sử dụng cái loại tủ nhựa như thế này. Nó dễ gia công chế tác. Ở bên ngoài tôi sẽ bố trí hai cái nút nhấn, một nút on và một nút off. Ở bên trong sẽ bố trí như sau. Domino 6 chúng ta sẽ để đây. Timer và contactor. Domino 6 này tôi sẽ lược bỏ bớt hai đường giữa đi. Như vậy thì mình sẽ sử dụng cắp điện vào một bên và lấy điện ra một bên.
Để tiện cho việc nối dây thì bây giờ tôi sẽ gỡ cái timer này ra trước. Ở bên đây sẽ là đường điện cấp 220 điện vào. Chúng ta sẽ sử dụng một cái dây súp như thế này. Dùng một cái dây đôi xoắn lại. Từ dây pha của điện vào, mình sẽ đi ra hai đường. Một đường mình sẽ đi ra tiếp điểm thường mở của công tắc tơ. Còn một đầu nữa, chúng ta sẽ đi ra tiếp điểm thường mở của nút nhấn on ở phía đầu bên trên này nhé, bên đây. Từ tiếp điểm thường mở của công tắc tơ, chúng ta sẽ đi một đường dây sang đầu còn lại của nút nhấn on. Ở phía cuối của nút nhấn on, tôi sẽ đi một đường dây sang đầu của nút nhấn off. Tiếp điểm thường đóng, các bạn chú ý là nó nằm ở tầng dưới nha. Đầu cuối của nút nhấn off, chúng ta sẽ đưa dây về chân số 5 của timer. Từ chân số 8 của timer sẽ có một sợi dây nối sang chân số 7. Chân số 7 của timer sẽ đi về A1 của công tắc tơ. Từ dây trung tính sẽ đi vào chân số 2 của timer. Chân số 2 timer sẽ nối với chân A2 của khởi động từ. Như vậy là tôi đã nối xong phần mạch điều khiển. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nối dây mạch động lực. Mạch động lực chúng ta sẽ đi như sau. Tôi sẽ đi hai dây từ ngõ vào của 220 đi lên trên đầu cực của công tắc tơ. Để cho dễ nhìn thì tôi đã đi bằng hai dây có hai màu khác nhau. Ở đầu dưới của công tắc tơ, chúng ta sẽ đi hai dây ra domino gắn với tải. Đây chính là ngõ ra 220V. Như vậy là việc đấu nối đã hoàn tất. Bây giờ tôi sẽ gắn timer vào và cắm điện vận hành thử cho các bạn xem. Bây giờ tôi sẽ đấu điện trực tiếp vào đây cho các bạn xem. Điện 220 chúng ta sẽ đưa vào domino này. Ở bên đây chúng ta sẽ lấy ra tải, thường là motor. Ở đây tôi sẽ nối trực tiếp vào cái bóng đèn 220V cho các bạn xem. Bây giờ mình sẽ nhấn nút on. Thì đồng hồ ở đây nó sẽ đếm thời gian. Tôi cài ở trên đây là 8 giây thì hết 8 giây thì nó sẽ tự động tắt bóng đèn. Đó. Trong quá trình mà tôi hẹn giờ, tôi bấm phím on này. Mà tôi muốn tắt giữa chừng thì tôi nhấn off đây. Tắt cưỡng bức. Nhấn on. Hết thời gian cài đặt thì nó sẽ tắt. Đó. Giờ tôi muốn tăng thêm và tôi giảm thời gian đi. Dự tay còn 4 giây thôi. Hoặc các bạn có thể chỉnh nè, phút nè, giờ. Đó. Giờ chỉnh là 4 giây. Tôi bấm lại thì thời gian nó sẽ ngắn hơn. Ngoài việc sử dụng cái timer Omron DH48S thì ở đây tôi còn có loại timer nữa. Thì với cái timer này, nó sẽ có cái kim chỉ thị nằm ở trên nút này này. Thì bạn muốn hẹn như đây là minute là phút này. Ở đây bạn chỉnh cái kim này về số 10 có nghĩa là nó sẽ hẹn được 10 phút. Thì tối đa của cái bộ này sẽ là 60 phút. Thì tùy, nếu mà các bạn sử dụng cái loại timer này, bạn muốn hẹn giờ thì bạn phải mua chỗ này là chế độ giờ. Muốn hẹn giây thì phải mua ở chế độ giây. Bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn xem. Vì cái này chế độ phút nên chúng ta chỉnh thấp thôi. Bây giờ tôi sẽ gắn thay thế cái bộ này vào đây cho các bạn xem này. Nó cũng sử dụng chung cái chân đế 8 chân. Riêng đối với tôi thì tôi thích sử dụng cái loại timer này hơn. Nó là cái loại đa năng. Các bạn chỉnh giờ cũng được, phút cũng được, giây cũng được. Thời gian tối đa của nó là 99 giờ. phút, tức là hơn 100 giờ. Và đây là một bộ điều khiển khác. Bộ này tôi thiết kế riêng cho khách hàng.
anh này điều khiển motor cho cá ăn. Và ở đây tôi sử dụng cái timer đôi, cái này gọi là twin timer, tên của nó là DH48SS, tức là ở trong đây sẽ có hai mốc thời gian, một mốc thời gian là hoạt động và một mốc thời gian là để nghỉ. Thì ở bên đây sẽ là cái thời gian mà cái motor mà nó làm việc, nó gạt thức ăn ra cho cá, sau đó thì nó sẽ nghỉ trong cái khoảng thời gian ở bên đây. Thì ví dụ chúng ta sẽ chỉnh là bên đây là gạt thức ăn cho cá thì nó khoảng độ 3 giây, còn ở bên đây thì chúng ta sẽ chỉnh lên là chế độ là 5 phút. Thì trong thời gian đó là cá nó ăn, thì sau 5 phút thì tiếp tục nó sẽ khởi động cái motor trong vòng 3 giây để gạt thức ăn xuống tiếp theo. Đó là cái cơ chế của cái bộ này. Bộ này nó gồm có hai cái timer nằm trong, gọi là timer đôi. Bộ điều khiển cho cá ăn mà tôi nói sử dụng nguyên lý băng tải trục vít. Thức ăn sẽ được đổ đầy bồn chứa. Motor quay trục vít, thức ăn sẽ được bơm ra ngoài. Khi motor ngừng quay, thức ăn sẽ ngừng rơi xuống. Bây giờ tôi sẽ cắm điện vận hành thử cho các bạn xem. Tạm thời cho tôi sẽ chỉnh cái thông số này về khoảng độ 6 giây thôi. Nhấn nút on, nó sẽ chạy trong vòng 3 giây, sau đó nghỉ trong vòng 6 giây để cho cá ăn. Tiếp tục nó sẽ đóng lại 3 giây, nghỉ 6 giây. Cái chu trình này nó sẽ luân phiên như vậy đó. Chừng nào chúng ta nhấn phím off thì thôi.